Vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý khách hàng nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0947 598859. Ngày hôm nay thì em Việt lại sẽ mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe gầm cao 7 chỗ máy dầu, nổi tiếng về độ bền bỉ và lành tính đến từ thương hiệu Toyota của Nhật Bản. Nhưng cái phiên bản mà em Việt giới thiệu cho các bác ngày hôm nay thì không chỉ mang lại cho chúng ta những cái điều trên, mà nó còn mang tới cho các chúng ta với một cái form dáng, một cái ngoại hình cực kỳ hầm hố và vô cùng thể thao. Nó có thể gọi là một cái sự khác biệt hoàn toàn so với những cái gì mà chúng ta suy nghĩ về những sản phẩm của thương hiệu Toyota, đúng không ạ? Vậy thì xin mời các bác một mẫu Toyota Fortuner phiên bản Nigender, được trang bị động cơ máy dầu 2.4 số tự động, được sản xuất là năm 2021. Chiếc xe này của em Việt thì nó mới lăn bánh được có 38 km. Và tất cả tình trạng xe, đương nhiên rồi, với những chiếc xe đời mới này thì em Việt luôn cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích gặp nước, và bao cho các bác chúng ta check test chính hãng toàn quốc, để quý anh chúng ta thực sự cảm thấy yên tâm khi mà các chúng ta tin tưởng lựa chọn một sản phẩm đang có mặt tại showroom của anh em. Vậy thì khi mới một cái mẫu xe phiên bản Nigender số tự động máy dầu này thì chúng ta lăn bánh cũng rơi vào khoảng 1.250 tỷ. Còn ngày hôm nay thì với một cái mức giá phải nói là vô cùng yêu thương để quý anh chị chúng ta có thể sở hữu chiếc xe này, cũng tiết kiệm lên tới vài trăm triệu. Vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng thì ngay bây giờ em Việt mời quý chị chúng ta cùng dành chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc Fortuner phiên bản Nigender 2021 đang có mặt tại showroom của em Việt quý chị nhé. Thì điểm mà các chúng ta có thể nhận thấy đầu tiên ở cái phiên bản này đó là cái thiết kế phần đầu xe nó hầm hố hơn so với các cái phiên bản số tự động thông thường, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những các cái chi tiết được sơn màu đen bóng, tạo điểm nhấn. Và đặc biệt là hệ thống đèn pha thì anh chị chúng ta có thể thấy giúp em nhé. Với cái phiên bản này thì chúng ta có đèn bi siêu sáng là đèn LED. Và xung quanh chúng ta cũng thấy là ở bên trong nó có những dải đèn LED thiết kế rất đẹp mắt và tinh tế, đúng không ạ? Kể cả phần đèn gầm bên dưới này thì các anh chị chúng ta có thể thấy đây, nó cũng là đèn LED. Và đặc biệt là những các chi tiết cả, các anh chị có thể nhìn giúp em. Đó, sơn màu đen bóng tạo điểm nhấn nhá. Và đèn xi nhan thì bây giờ nó chuyển xuống phía dưới này. Đấy, em đang nổi nổ máy để chúng ta có thể là nhìn hết được cái vẻ đẹp của chiếc Nigender này. Và chúng ta cảm giác nó khác biệt hoàn toàn so với những cái phiên bản khác của dòng Fortuner, đúng không ạ? Chiếc xe này thực sự là mang đến cho cái chúng ta với một cái ngoại hình rất hầm hố, rất thể thao. Đó, các chị nhìn về em này, các chi tiết của nó theo thời gian này. Xe là bao không đâm đụng va chạm, các chị nhìn về em những đường mép nhá. Đấy, liền lạc, không một khe hở, đúng không ạ? Máy nổ thì êm thiên thít, đúng không ạ? Đương nhiên máy dầu hơi ồn ồn một chút xíu, và nhưng mà như em nói để có thể các anh chị ta nhìn thấy hết cái vẻ đẹp của xe thì em sẽ vẫn để nổ máy. Các đường mép các anh chị nhìn cho em này, thẳng tăm tắp nhá. Và xung quanh viền đèn thì đây, các bác cũng có thể thấy là nó cũng không có những cái khe hở, đúng không ạ? Kể cả cái phần phía trước này thì anh chị có thể quan sát cho em này. Đấy, các bác thấy không một tì vết và không bị cạ gầm hay là như nào cả, đúng không ạ? Và anh chị có thể ngắm chọn cái tổng thể ngoại thất của chiếc Toyota Fortuner phiên bản Nigender này giúp em. Chiếc xe này thì các bác có thể thấy này, được trang bị một cái bộ la răng phay xoáy, thiết kế cũng khá là đẹp mắt nhá. Kích thước của la răng này lên tới 18 inch. Và ngoài ra thì xe được trang bị với cho chúng ta là 4 phanh đĩa, lốp láp gai dày, vì đương nhiên là xe mới lăn bánh hơn 3 vạn các bác. Anh chị nhìn cho em, kiểu cũng phanh bên trong nó vẫn còn trắng phao phao. Đấy, cái chi tiết ở vòng cua lốp thì đây, em quay cho chúng ta nhìn cho em này. Rất mới, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có xi nhan tích hợp trên gương. Cam 360 độ này, rất nhiều tính năng công nghệ. Nhưng đây, các anh chị nhìn cho em này, những đường mép của nó phải thẳng tăm tắp và đều như cái chỉ. Và các anh chị ta hãy cùng em ngắm tổng thể cái ngoại hình của chiếc Toyota Fortuner phiên bản Nigender. Đấy, các anh chị có thể thấy là phần nóc của xe cũng được sơn màu đen, tạo điểm nhấn cho cái phần ngoại thất của chiếc xe, kết hợp với tông màu trắng chủ đạo, được chưa ạ? Ngoài ra thì các bác có thấy là xe được trang bị bậc cửa lên xuống, tay nắm cửa mạ chrome. Và em cũng quay gần nhé, để các bác chúng ta có thể nhìn cho em này, các chi tiết của chiếc xe này theo thời gian. Có thể nói là Fortuner thì nổi tiếng về độ bền và lành rồi, đúng không ạ? Và một chiếc xe được mệnh danh là nồi đồng cối đá. Và các bác thấy là với cái phiên bản này được trang bị động cơ máy dầu 2.4 số tự động thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe nó chỉ ăn khoảng 8,28 lít dầu thôi trong 100 km hỗn hợp. Còn đường ngoài đô thị ăn có 7,14 lít dầu các chị nhá. Đây, cái đường mép các anh chị có thể quan sát cho em này. Không chê vào được. Đấy, la răng phía sau đây. Được chưa ạ? Đấy, các chi tiết ở trong cái khu vực vòng cua lốp này, các bác nhìn này, tôn taxi của nó này. Mới khét luôn, đúng không ạ? Mới khét luôn các chị nhá. Và vậy thì tiếp tục với cái phần đuôi phía sau cũng là một cái chi tiết mà các bác có thể thấy là mang lại sự khác biệt cho chiếc Fortuner. Thì các anh chúng ta có thể thấy là toàn bộ cái phần đèn hậu phía sau của xe thì nó được trang bị với full LED,
đấy, và kết hợp với các chi tiết nhựa bóng piano này. Đó, và các anh chị có thể quan sát này, và cái hiệu ứng ánh sáng của xe này rất đẹp mắt, đúng không ạ? Và đây ạ, những đường mép các anh chị có thể quan sát giùm em nhé. Nguyên zin nguyên bản, được chưa ạ? Đấy, ba đờ sấp phía sau thì cũng thiết kế hầm hố hơn. Đấy, và các với kết hợp các chi tiết nhựa bóng tạo điểm nhấn cho phần ngoại thất của chiếc Fortuner này. Đấy, con này thì bao zin nguyên bản toàn tập nhá. Và các anh chị nhìn giùm em này. Đấy, siêu đẹp luôn. Và một cái ngoại hình thực sự mang lại chúng ta một cái sự ấn tượng, đúng không ạ? Đấy, kể cả cái chữ Fortuner thì các bác thấy bây giờ nó cũng sơn màu đen rồi. Đấy, và đây cái này thì em đang nổ máy thì một chút nữa em mở cái cánh cửa thì mở cho anh chúng ta tham khảo phần cốp nhá. Thì sau thì các anh chị thấy là có cảm biến cảnh báo va chạm này. Đấy, quay chút phần gầm đây. Con này thì lốp dự phòng gần như là chưa chạm đất nhá. Các bác nhìn giùm em này, cái gầm của nó này. Đương nhiên là mới tinh rồi. Đúng không ạ? Đương nhiên là mới tinh rồi, đúng không ạ? Và vậy thì đó là phần ngoại thất của chiếc Toyota Fortuner nhá. Và bây giờ để giúp anh chị ta đánh giá cái tình trạng chiếc xe thì em sẽ quay cho các bác chúng ta cái phần nội thất trước khi chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ. Vâng, về phần nội thất của chiếc xe thì các bác có thể thấy là ở cái phiên bản này chúng ta cũng sẽ có một cái sự khác biệt. Thứ nhất là các anh chị ta sẽ thấy là xe được trang bị với nội thất ghế da đỏ đen hai tông màu và được trang bị với hai ghế trước điều chỉnh điện các chị này. Đấy, và ghế da các bác nhìn giùm em này, còn rất là mới từ cái má ghế đây. Đấy, form rất thể thao và đẹp mắt các chị nhá. Đây các chị nhìn em chi tiết của nó này. Đấy, chân là chân toàn bộ lỉ đen. Đây chị ạ. Ghế bên phụ gần như là không một vết nhăn. Đấy, gương chiếu hậu chống chói này, vô lăng 4 chấu bọc da cao cấp, và trên này chúng ta có chi tiết vân gỗ này, khá sang xịn đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có lẫy chuyển số thể thao đằng sau. Đấy, nghe thoại rảnh tay các chị nhá. Tính năng ga tự động cruise control thông qua cái lẫy này. Đấy, và em thử nổ máy này. Xe thì được trang bị chúng ta với chìa khóa thông minh rồi, thiết kế chìa khóa mới này. Các bác nhìn giúp em khá đẹp mắt đúng không ạ? Đấy, để nổ start top có luôn này. Và nổ máy thử các chị chúng ta nghe nhá. Đó, và các bác nhìn này, cụm đồng hồ nó hiển thị rất là rõ nét. Đó, và đấy, khi mà chúng ta khởi động xe các bác nhìn thấy chất chưa? Ở đây thì chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa của nó thì đây. Đấy, con này là được trang bị với cam 360 nhá. Các bác nhìn này, khi vào giờ số lùi này, cam của nó rất là nét. Đúng không ạ? Đồng hồ hiển thị giờ. Đấy, các chi tiết trên đây thì được bọc da này, may chỉ tạo điểm nhấn đây. Đấy, phải nói là một cái ngoại hình cực kỳ là thể thao bắt mắt các anh chị ạ. Khác biệt hoàn toàn so với các những phiên bản khác. Ở đây chúng ta có chế độ là eco này, cân bằng từ chống trơn trượt có luôn nhá. Đây ạ, các chị nhìn em này, công tơ bét của nó hiện tại là 3.8 vạn. Đấy, và tiếp tục thì quay cho chúng ta cái chi tiết bản lề cửa đây. Đấy, các chị thấy là nguyên zin nguyên bản. Ở cái phần tappi cửa thì các bác có thể thấy là họ cũng kết hợp giữa hai tông màu đỏ và đen với những đường may chỉ. Đấy, rất là thể thao và bắt mắt. Đấy, các chi tiết đẹp, các chị nhìn em này, tay nắm cửa mạ chrome nhá. Đấy, kính thì toàn bộ là kính auto rồi, và cái chi tiết nhựa bóng piano. Đó, các anh chị có thể quan sát và bao zin nguyên bản, các anh chị từng đốc nhá. Đây, các bác nhìn giùm em này. Đấy, từ chốt khóa tem mát đầy đủ năm sản xuất 2021, được chưa ạ? Vậy thì tiếp tục với cái hàng ghế thứ hai. Thì đương nhiên là các bác có thể thấy là Fortuner thì vẫn luôn nổi tiếng là mang tới chúng ta với một cái không gian hàng ghế nội thất rất là rộng rãi, đủ chỗ để các anh chị ta ngồi thoải mái ba người lớn cho hàng ghế này. Mà ghế này, em quay gần này. Form rất đẹp, thể thao. Vâng, ghế gần như mới tinh luôn các bạn. Trần không một vết bám bẩn nhá, có cửa gió điều hòa thì nó thổi trên xuống này. Đấy, trên này chúng ta có thể là chỉnh tốc độ gió để auto. Ở đây chúng ta có hai cổng cắm sạc. Ở đây là có một cái cổng cắm sạc 220V này. Đó, các anh chị thấy rất mới luôn. Và đây là cái chi tiết bản lề nhá, nguyên zin nguyên bản này. Đấy, các chị thấy xuất sắc chưa? Bao zin rất mới các bạn. Vâng, chiếc xe này thực sự là nó còn rất là mới. Đó. Từng đường may chỉ đều thẳng tắp, tất cả kính auto nhá, tay nắm cửa mạ chrome. Đấy, đây ạ, từ cái chốt khóa các bác nhìn cho em này, nó vẫn còn mới như này. Đấy, vậy thì tiếp tục mời các bác chúng ta có thể là cùng đi về phía bên cạnh xe này. Đây, cốp thì là cốp đóng mở điện nhá. Đấy, thì các anh chị ta thấy này, em mở các bác cái cốp sau luôn. Xe rất mới luôn. Đấy, tất cả từ cái tem mác các bác nhìn này. Đấy, đây ạ. Đó, các bác thấy rất là ok luôn nhá. Và độ zin này, những cái vệt đinh tán của nó này, khu vực máng nước đây. Đấy, từng con ốc này, các bác thấy giúp em. Không một tì vết. Đúng không ạ? Không một tì vết nhá. Đấy. Này, cái tem mác này, cái phần ghế hàng ghế thứ ba các bác nhìn giúp em này. Cách đường lớp gioăng này, đèn đấy, đèn trần đây, các bác có thể thấy rất mới luôn. Vâng, thực sự rất mới. Và cốp đóng mở điện thì chúng ta chỉ bằng một nút bấm thôi. Thì các chị chúng ta có thể thấy là cốp sau của nó sẽ tự động hạ xuống. Đó, rất êm ái các chị nhá. Vâng. Thực sự là với cái đèn LED các bác có thể thấy là thiết kế của nó rất là tinh tế. Và tiếp tục ạ, bảng tappi cửa bên này. Đây các anh chị còn sao giúp em nhá. Không chê được. Đúng không ạ? Không chê được các chị nhá. Xuất sắc luôn. Đây các bác nhìn giúp em này. Đó, nét căng. Được chưa ạ? Đấy, 2021 lăn bánh có hơn 3 vạn thôi. Đấy, các anh chị nhìn này, những ô tôn của nó này. Quá đẹp luôn, ghế phụ cũng chỉnh điện. Như các bác nhìn cho em cái má ghế của nó vẫn còn đẹp như này. Đấy, ở giữa đục lỗ thông hơi, ghế form thể thao, may chỉ tạo điểm nhấn. Nguyên zin nguyên bản, từng lốp
từ cái chốt khóa. Ok chưa ạ? Vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Toyota Fortuner. Bây giờ để giúp anh chị ta đánh giá cái tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì em Việt sẽ quay cho các bác cái khoang động cơ nhé. Vâng, vậy thì đây ạ, xin mời các bác chúng ta có thể là cùng em kiểm tra với khoang động cơ với cỗ máy 2.4 máy dầu của cái phiên bản Nigander này. Thì đương nhiên là chiếc xe này thì em cam kết với các bác là máy zin rong ròng cò nhé. Các bác đem đi check test thoải mái, được chưa ạ? Đấy, cái chi tiết đầu răng đây, các bác có thể thấy này. Đấy, không một vết vặn nhá, mép đèn đây. Đó, ốc cabo đây. Cũng không một tí vết. Các bác nhìn cái máy nó tươi rói rói luôn. Đấy, trắng phau, đúng không ạ? Từ cái tấm nỉ gầm này, vì đương nhiên là 2021 thì đời nó rất là cao đúng không ạ? Đấy, hai là những lỗ tròn ở mép cabo các bác thể thấy này, cực kỳ đều. Đó, đúng không ạ? Đây ạ, các anh chị nhìn em, những cái vạch sơn của nó này, vẫn nguyên bản nhá. Đấy, máy thì đây, các anh chị nhìn này. Đấy, từng lốc nó vẫn còn sáng choang, không một tí vết. Bao check test cho các anh chúng ta toàn quốc. Và em khuyến khích là các bác hãy đem đi check test chính hãng để có thể là yên tâm. Vì cái mức tiền bây giờ để có thể sở hữu cho mình cái phiên bản Nigander này nó cũng còn khá là cao. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Toyota Fortuner phiên bản Nigander 2021 mà em Việt đang có nhé. Số tự động máy dầu một cầu. Và chiếc xe này thì em Việt đang chào bán ra cho các anh chúng ta tham khảo với một cái mức giá chẵn 1 tỷ đồng. Có nghĩa là chúng ta cũng tiết kiệm được khoảng lên tới hơn 200 triệu rồi, đúng không ạ? Vậy thì quý anh chị nào chúng ta yêu mình mà quan tâm thì xin mời các bác chúng ta nhấc máy và liên hệ cho em Việt theo hotline 0947 598 859, hoặc là trực tiếp ghé qua địa chỉ showroom bên em để xem xe, lái thử và cảm nhận chất lượng. Một lần nữa thì rất là cảm ơn quý anh chị đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Và hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xe Chất.